Ngày 9 tháng 10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai cơ sở in kinh, truyện và lịch không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quá số lượng được cấp phép. Sáng cùng ngày, các đơn vị trên đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại bao bì Kiến Á, xưởng sản xuất tại ấp Lào Táo Thượng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện cơ sở đang tổ chức in 3.000 bản Kinh Trường Thọ Diệt Tội, ghi nhà xuất bản Tôn Giáo, 9.000 bản ấn phẩm Sherlock Holmes, ghi nhà xuất bản Hội Nhà Văn, với tổng số hơn 10 tấn sách bán thành phẩm đều không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã tạm giữ tang vật để làm rõ xử lý theo quy định. Trước đó ngày 1 tháng 10, Cục An ninh Chính trị Nội bộ cũng phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn và dịch vụ thương mại Siêu Tốc, xưởng sản xuất tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh in vượt quá số lượng. Vụ việc được Cục An ninh Chính trị Nội bộ bàn giao cho Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.